Thục ở đầu vô kìa. Hai. Ừ, nó rong rong luôn. Hello. Nó sợ kìa. Ủa sao nó bò được vậy ta? Qua bên nước thì sẽ tới đây nè. Có con gì nó ấy nè. Con đi bắt á mẹ, con đi bắt á. Thường có hai con á, mà sao còn có một con nè. Hai con làm sao? Thường ở dưới cái rạch đó nó hai con. Cái này ở dưới là nước dưới cạn dữ lắm rồi, không quay à. Lên nè. Đừng là nó cắn á nha. Cắn không cắn. Thì bây giờ kia nó đứng lại. Nó là trời gầm. Ủa con gì nó bươi dữ ta? It's a turtle. Hello, hello, hello. Một cái nước kìa. Rồi nó đái kìa. Yêu. Đái kìa. Ừ, chưa có đặt rồi nó đái được. Sắp mấy bịch bắp vô. Không có nước để dưới đất thập một cái là con hả? Trời gầm á. Đặt cái tay ra. Trời gầm nó không nhả.